Vâng rồi, cuối cùng thì Hoa hậu đại diện Việt Nam Trần Tiểu Vy đã được ban tổ chức Hoa hậu Thế giới chú ý. Sau gần một tuần trời không lọt vào ống kính của ban tổ chức Miss World, thì giờ đây Tiểu Vy đã trở thành tâm điểm. Vào ngày 17 tháng 11, các thí sinh Miss World 2018 đã có hoạt động du lịch tự do ngoài trời. Và lần này, Tiểu Vy đã thực sự làm cho mình tỏa sáng giữa dàn người đẹp được đánh giá rất cao của mùa thi năm nay. Trong chiếc áo thun vàng rực rỡ, được phối với quần sóc jean, mái tóc mượt mà buông xõa tự nhiên, Tiểu Vy khoe trọn vòng eo thon thả cùng nhan sắc tươi trẻ đầy sức sống, năng động và hồn nhiên của tuổi 18. Sau nhiều ngày không được điểm tên trong những bức hình mà ban tổ chức đăng lên fanpage, Tiểu Vy cuối cùng cũng trở thành tâm điểm của bộ hình. Dễ nhận thấy, gương mặt của Tiểu Vy thuộc vào top mặt mộc đẹp nhất cuộc thi. Vẻ đẹp của cô thực sự gây ấn tượng khi đứng cạnh các thí sinh phương Tây. Hiện tại, Tiểu Vy đã hoàn thành nội dung quan trọng là thử thách đối đầu. Người đẹp Việt Nam tỏ ra rất tự tin trong phần thi này. Cô cũng giành được một suất vào vòng 2 của phần thi tài năng với tiết mục cover Lạc Trôi. Một trong những điểm yếu của Tiểu Vy trong tuần đầu tiên tại Miss World là phong cách thời trang không ổn định. Hoa hậu 18 tuổi lựa chọn trang phục chưa thực sự chuẩn xác trong một số sự kiện, dẫn đến việc chưa tạo được dấu ấn mạnh mẽ và liên tục như một số thí sinh khác như Trung Quốc, New Zealand. Vì sao Hoa hậu Việt Nam Tiểu Vy không chọn khăn rằn Nam Bộ tặng bạn bè quốc tế như đàn chị đi trước? Đến với Miss World 2018, sau những chuỗi ngày đầu tiên, Tiểu Vy đang thể hiện khá tốt về một hình ảnh người con gái Việt Nam trẻ trung, năng động nhưng không kém phần hiện đại. Như một hoạt động thể hiện sự thiện chí và thân thiện khi đến với cuộc thi Miss World, Hoa hậu Trần Tiểu Vy đã mang theo một món quà nhỏ tặng bạn bè quốc tế. Khăn lụa Hội An, món quà về một thương cảng sầm uất được Tiểu Vy dành tặng các thí sinh tại Miss World. Khi bước ra đấu trường quốc tế, bên cạnh sự cạnh tranh khốc liệt để giành lấy chiếc vương miện, ở đâu đó vẫn cần những tình bạn đẹp. Thông qua các hoạt động thường ngày, họ có cơ hội được tiếp xúc và hiểu rõ về vẻ đẹp của nhau hơn. Chính vì thế, để cái tên Việt Nam động lại dấu ấn không phai mờ trong lòng bạn bè quốc tế, rất nhiều người đẹp Việt đã mang các báu vật văn hóa để dành tặng cho đối thủ của mình. Bùi Phương Nga đã mang cả văn hóa Nam Bộ, cụ thể là chiếc khăn rằn dành tặng cho các thí sinh tại Miss Grand International 2018 để thể hiện sự thân thiện về một Việt Nam gần gũi, thiện chí. Chiếc khăn rằn cũng theo chân Đỗ Mỹ Linh tại Miss World 2017. Cô đã dành tặng các thí sinh tại cuộc thi năm đó những chiếc khăn mang nhiều câu chuyện văn hóa của quê hương mình. Tại cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia, Á Khôi Lệ Quyên cũng mang theo chiếc khăn rằn để kết nối những tình bạn đẹp. Có vẻ chiếc khăn rằn rất được lòng bạn bè quốc tế khi liên tục được các người đẹp gói gắm nó đến với quốc tế. Mặc dù không thể phủ nhận giá trị văn hóa và tinh thần của những chiếc khăn rằn Nam Bộ, báu vật mang trong mình nhiều câu chuyện bản sắc truyền thống. Khi tận tay mình ướm lên người các bạn bè quốc tế, cũng chính là truyền đi thông điệp về một Việt Nam giàu bản sắc, về một con người Việt Nam đầy thiện chí, mà xa hơn chính là đất nước luôn dang rộng vòng tay chào đón bạn bè quốc tế. Đến với Miss World 2018, Trần Tiểu Vy cũng bám sát tiêu chí mà đàn chị đi trước từng làm, nhưng không phải là chiếc khăn rằn mà là bộ sưu tập khăn lụa từ Hội An, nơi chung nhau cắt rốn của mình. Vậy tại sao cô gái 18 tuổi lại liều mình làm mới bản thân và đi ngược lại món quà mà đàn chị đã từng mang theo? Là một người con xứ Hội An, nơi từng là thương cảng sầm uất của Việt Nam với các mặt hàng tơ lụa. Những thế kỷ về trước, Hội An chính là nơi giao thoa của các nền văn hóa Á Âu. Nơi đây là chốn phồn hoa đô hội, nơi gặp gỡ giữa các thương lái bốn phương như Trung Quốc, Pháp, Nhật. Sinh ra và lớn lên ở xứ Hội, cô gái có vẻ đẹp Tây hóa, hiện đại, Tiểu Vy đã mang đến những chiếc khăn lụa được dệt từ chính quê hương của mình làm tặng các thí sinh khác. Món quà vô giá này được đánh giá là bước đi gián tiếp cực kỳ khôn khéo của Tiểu Vy khi cô mang cả câu chuyện lịch sử huyền thoại, con đường tơ lụa đến với thế giới ngay trên mảnh đất Trung Quốc, nơi cô đang là thí sinh tham gia chinh chiến. Xét ở góc độ văn hóa, Trung Quốc là cái nôi của ngành dệt tơ lụa, có niên đại cách đây hàng ngàn năm. Trải qua nhiều thăng trầm của thời gian, vẻ đẹp và giá trị của lụa vẫn khẳng định sức ảnh hưởng trường tồn của nó. Trước khi lên đường chinh chiến, Tiểu Vy khiến khán giả có phần lo sợ về độ tuổi còn quá trẻ, vẻ đẹp nụ chưa kịp nở, không đủ sức lan tỏa thông điệp tới một cuộc thi đẳng cấp như Miss World. Nhưng thông qua hoạt động ngày qua, có vẻ Tiểu Vy đang đi đúng hướng, từng ly từng dặm trên hành trình của mình. Việc mang đến món quà khăn tơ lụa như thầm quảng bá với bạn bè quốc tế về một Việt Nam luôn luôn giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc,
đan xen lụa, còn kể về kinh tế đang trên đà phát triển của đất nước mảnh đất hình chữ S. Miền đất đó cũng là nơi lưu giữ những ngành truyền thống, nghề dệt lụa. Hy vọng món quà mang nhiều thông điệp này sẽ giúp Tiểu Vi động lại trong mắt ban giám khảo và bạn bè quốc tế, từ đó giúp cô tự tin hơn trên hành trình chinh phục chiếc vương miện tại đấu trường Miss World. Tự hào Việt Nam, Hoa hậu Trần Tiểu Vi ăn đứt đàn chị Huyền My ở điểm này tại Hoa hậu Thế giới 2018. Là đại diện Việt Nam ở Miss World 2018, Trần Tiểu Vi ghi điểm trong mắt công chúng về sự hòa đồng và thân thiện với các thí sinh khác trong cuộc thi. So với đại diện của Việt Nam tại Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017, Á hậu Nguyễn Trần Huyền My, Tiểu Vi nhỉnh hơn hẳn về khâu đối nhân xử thế. Phải chăng đây là bài học mà tân Hoa hậu Việt Nam 2018 học được từ đàn chị Miss Grand International 2017 được tổ chức ngay tại quê nhà Phú Quốc? Huyền My lại bị tố có tính cách tiểu thư, thiếu thân thiện, thiếu nhiệt tình và luôn tỏ vẻ mệt mỏi. Ngoại ngữ không phải là điểm mạnh của cả Huyền My và Tiểu Vi. Tuy nhiên, ngay từ khi xuất hiện tại sân bay, Tiểu Vi đã không hề tỏ ra thua kém bất kỳ đại diện nhan sắc của quốc gia nào. Đại diện Việt Nam tỏ ra thân thiện khi làm quen với các thí sinh quốc tế. Những bức hình chụp chung cùng các bạn bè quốc tế không hề thể hiện thái độ mệt mỏi sau chuyến bay dài hay sự gượng ép của Tiểu Vi. Trái lại, cô nàng luôn tỏ ra tràn đầy năng lượng và nụ cười tươi rói. Trong khi đó, Huyền My đại diện cho Việt Nam tại Miss Grand International 2017 lại thêm vào trọng trách của đại diện đến từ nước chủ nhà. Thay vì phải làm nhiều hơn nhiệm vụ của một thí sinh tham dự, Huyền My lại thường xuyên xuất hiện với hình ảnh đời thường mờ nhạt. Xuất hiện từ sớm ở sân bay Tân Sơn Nhất để đón các thí sinh khác, nhưng Huyền My lại làm việc này với thái độ nhiệm vụ bắt buộc và chỉ làm tròn nhiệm vụ, không có các hành động như quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam, giới thiệu cho các thí sinh khác về các địa danh. Dù có được lợi thế sân nhà là sự ưu ái của ban giám khảo nước chủ nhà, sự phủ sóng của truyền thông và ủng hộ của khán giả nước nhà, Huyền My lại chưa tận dụng tốt. Cô liên tục báo ốm, ít xuất hiện trong các hoạt động chung của chương trình. Huyền My bị tố thiếu hòa đồng cùng các thí sinh khác vì rất ít khi chụp hình chung với các thí sinh khác. Ngược lại, mỗi lần xuất hiện trong các khung hình chung, Á hậu thiếu đi nụ cười thân thiện mà mang lại cảm giác lạc quẻ trong dàn thí sinh tràn đầy năng lượng. Sau chương trình, một vài nhà thiết kế, ban tổ chức chương trình phải phản ánh thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp và tính cách có phần trước tiểu thư của Huyền My. Cụ thể, nếu Hoa hậu Đình Hùng Giáng My cho biết Huyền My trượt top 5 là bởi trước đó cô mắc một số lỗi cơ bản như chưa thực sự hòa đồng, diễn lại đồ nghệ sĩ khác, hay liên tục báo ốm hay thái độ của cô trong đêm chung kết và sự thiếu chỉnh chu trong việc mặc trang phục xuề xòa, đi dép lê của khách sạn đi ăn. Giải thích nguyên nhân Huyền My không lọt top 5, nhà thiết kế kim thành viên ban giám khảo Sĩ Hoàng cho biết Huyền My đã nỗ lực ngay từ đầu nhưng chưa thể hiện trọn vẹn vị thế của đại diện chủ nhà, hình ảnh đời thường mờ nhạt, trong khi các thí sinh khác dù xuất hiện ở đâu cũng nổi bật, từ trang phục, diện mạo. Ban giám khảo chấm thí sinh ở nhiều phương diện, chứ không riêng đêm thi hôm nay. Ngay cả thái độ của Huyền My tại đêm chung kết cũng là một minh chứng cho thấy cô thiếu đi sự thân thiện của một ứng viên hoa hậu. Thay vì nán lại sân khấu để chúc mừng tân hoa hậu, Huyền My lại người thân và khóc vì không được gọi tên trong top 5, khiến có nhiều lời đồn đoán cô khóc vì ban tổ chức cuộc thi xử ép mình. Dù không đạt được thành tích như mong muốn, nhưng giá như Huyền My không quên đi nhiệm vụ của đại diện nước chủ nhà, thì hình ảnh của cô trong lòng công chúng có lẽ đã trọn vẹn hơn. Những lỗi cơ bản mà Huyền My mắc phải đều được Tiểu Vi rút kinh nghiệm và thể hiện rất tốt ở Miss World 2018. Những bức hình chụp chung cùng các thí sinh khác tại sự kiện của Miss World như cùng nhau dự tiệc sau phần thi tài năng mà Tiểu Vi diện trang phục truyền thống của người dân tộc Múa Chầu Văn hay tại phần chia nhóm. Tiểu Vi còn tinh tế mang tặng các thí sinh khác của cuộc thi chiếc khăn lụa Hội An quê hương mình và được đánh giá tinh tế khi mang theo câu chuyện về con đường tơ lụa của Việt Nam. Cô bạn cùng phòng của Tiểu Vi, Hoa hậu Philippines rất thân thiết, thường xuyên đăng ảnh selfie chung. Tiểu Vi được cô ấy gọi bằng cái tên My Baby Girl. Thậm chí, Tiểu Vi còn từng selfie với Brandon Morrissey, CEO của ứng dụng Mobstar, là nơi tổng hợp các điểm số bình chọn của người hâm mộ dành cho thí sinh. Điểm đặc biệt, tất cả những bức hình selfie hay chụp chung với các thí sinh khác của Tiểu Vi là cô luôn toát lên thần thái tự tin, nhiều năng lượng và thái độ thân thiện mà không hề gượng gạo. Thêm vào đó, nhan sắc trẻ trung, dễ gây thiện cảm của Tiểu Vi so với các đại diện nhan sắc khác, khiến cô gái sinh năm 2000 này có phần nổi bật hơn hẳn. Trước thềm Miss World 2018, Tiểu Vi đã khiến khán giả có phần lo sợ về độ tuổi còn quá trẻ, vẻ đẹp còn gây tranh cãi, chưa đủ độ chính cho một cuộc thi đẳng cấp như Miss World. Nhưng thông qua hoạt động của mình, Tiểu Vi đang dần chứng minh rằng
Tân Hoa hậu Việt Nam 2018 đang có những bước đi vững chắc, khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế và là đại diện xứng đáng nhất của Việt Nam tại nơi này. Cuộc thi Miss World 2018 đang bước vào giai đoạn tiếp theo của chặng đua, song nhan sắc đến từ Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế dành sự quan tâm lớn. Cô nàng đã lọt vào vòng 2 cuộc thi tài năng để chọn ra tiết mục đặc sắc được thể hiện trong đêm chung kết. Tiểu Vy được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao và dự đoán sẽ có mặt trong top 10.